Đi chuột lột. Để kiểm tra version của Express, chúng ta gõ là Express cách trừ à, cách trừ trừ version nhá. Tôi cho to chữ ra. Đấy, phiên bản hiện tại nó đang là 4.15. Xong chưa? Node.js kiểm tra bằng cách là node cách trừ v. NPM bằng NPM cách trừ v. Nó ra phiên bản mà chúng ta đã cài. Xong chưa? Sau đó chúng ta tạo một cái project của Express. Đấy nhá, tôi tạo lại project cho chúng ta này. Thì chúng ta ở bài máy Windows ấy, chúng ta muốn tạo cái project Express ở chỗ nào thì chúng ta giữ ship nhá, bấm chuột phải vào cái thư mục ấy, được chưa? Sau đó nhìn thấy cái open command window here không? Ở máy tôi thì nó không có. CD cũng được, CD xong rồi cầm cái thư mục kéo vào cũng được. Như của tôi thì nó sẽ là như thế này. Open terminal window. Bật, tóm lại là các bạn mở cái command line của các bạn ra và chọn làm sao cái thư mục vào trong cái command line đó. Xong chưa? Nếu mà bạn nào chưa cái Express thì chủ động mà cài đấy nhá. Sau đó chúng ta sẽ làm như sau này. Vào cái trang express.js.com nhá. Vào phần getting started. Vào Express Generator. Được chưa? Được chưa nhỉ? Mở cái CMD lúc nãy lên đấy. Gõ lại cho tôi cái npm cách install express trừ generator trừ g. Đây, npm cách install cách express trừ generator. Làm sao mà cứ ầm ầm lên thế? Không có mạng là do mình thôi. Cứ ầm 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 ầm. Cách trừ g vào và enter xuống. Cài xong Express xong mới cài cái này. Cái này nó để tạo cho chúng ta cái tải của chúng ta khung project của Express về. Chúng ta chỉ sau này chúng ta muốn tạo project chỉ cần đó là xong. Máy hoạt động. Đi luôn đi. Rồi đó. Câu chuyện đến một câu như này.
Giao công ty này. Bạn đi mượn cho tôi cái máy. Không, hôm sau. Còn chưa? Nhanh, xong chưa? Ở đây có bao nhiêu bạn chưa đăng ký mác? Đăng ký mác cơ mà. Hoặc là đăng ký rồi chưa được. Những bạn chưa đăng ký mác chạy luôn rồi. Bây giờ tôi cho phép xuống kia đi đăng ký. Nhanh lên. Không có nhiều thời gian nữa các bạn đâu. Đi xuống đăng ký để mai còn có cái mà học. Không thì không có cái gì mà học đâu. Mang máy tính xuống nha. Đi xuống đi. Đi xuống đăng ký đi, xong rồi mai có cái mà dùng. Thank you.
Có hai thằng này cũng chưa có. Nghỉ á? Sáng chưa được gặp cô ở đấy mà. Không xong thấy ai. Mẹ. Làm giáo dục nghỉ như cứt. Đây tôi phát wifi cho các bạn, nhưng mà các bạn đừng có bỏ vào cái mục một ký rưỡi thôi. Chỉ có một ký rưỡi thôi, cho nên là đừng có bảo cái bên là xem phim nó biết gì. Xong chưa? Hình như nó chỉ nhận được 7 hay 8 cái connection đấy cả. Xong chưa? Thứ ba tuần sau mà không có mạng nữa thì tôi cũng chịu nhá. Đấy là việc của các bạn. Cậu ngồi dưới đấy, cậu nhìn có nhìn thấy cái gì trên slide không? Có nhìn thấy cái gì trên slide không? Thế mà vẫn cứ ngồi lì dưới đấy. Em mới hay. Hả? Em hiểu. Thank you.
này bạn hết Facebook đi, bạn chỉ có một ghi thôi. Xong giờ sẽ cài xong cái generator đấy nhá, thì chúng ta sẽ làm như sau này. Vẫn ở trong cái project lúc nãy, bây giờ chúng ta tiến hành tạo ra một cái project của Express.js. Chúng ta sẽ tiến hành là gõ là Express. Các bạn xem ở dưới này này, nó có hướng dẫn đây này. Tạo project đây này. Thì chúng ta sẽ có Express cách trừ trừ V cách trừ trừ view bằng EJS nhá, EJS đấy. Được chưa? Đây là một cái view nó gần giống code HTML, thì chúng ta gõ EJS ra và tên của cái ứng dụng của mình. Mình để là lesson 2. Được chưa? Buổi hôm nay buổi lý thuyết số 2 cho nên là chúng ta để là lesson 2, enter xuống. Thì nó sẽ tạo ra một cái project cho mình và chứa rất nhiều những cái file JavaScript nằm ở trong. Các bạn gõ lại cho mình đi. Xong chưa? Tạo project đi. Xong chưa nhỉ? Cái này nó chạy, nếu mà các bạn cài generator rồi thì chạy rất là nhanh thôi. Sau đó các bạn cd này, cd luôn ở trong cái save command line nhá, cd vào trong cái lesson 2. Được chưa? Cd vào trong cái lesson 2, enter xuống.
Nhớ để con trỏ của cái command line nó vào trong lesson 2 ấy. Được chưa? CD vào trong ấy, xong rồi bắt đầu chúng ta gõ npm cách install để tải thư viện về. Npm cách install. Npm cách install để tải thư viện về. Nó chưa code ở trong đấy chứ còn để làm gì? Trong thư mục nào mà để làm gì? Như thế nào? Không phải bảo cái này cái bắt này đổi thành EGS cơ mà. Để ngoài đâu? Có nhìn cái chữ gì đây không? Đây là thư mục chứa. Bọn này học Java sao mà dốt nhỉ? Học Java phải hiểu hệ thống. Đây, một express. Đấy, từ chữ view bằng RGM. Đấy, tên dự án mình được vào lesson 2 em đưa xuống. Đấy, tạo ra ngoài desktop này sau này một web của mình chạy như thế nào thì mình phải sửa cái được trong này. Đấy, bây giờ CD vào trong đấy để trỏ con trỏ vào trong cái online vào trong cái thư mục kia lesson 2 bốn mươi tab npm cái start để chạy web. Xong chưa, chúng ta chạy vào lesson 2 chưa? Sau đó chúng ta gõ npm cách start để bắt đầu chạy cái website của mình. Sau đó sau khi start xong thì chúng ta vào lô vào web nhá, vào trình duyệt nhá, gõ localhost 2.3000 thì nó ra một cái website ở trong đấy. CD ở trong đây, CD 2, tắt, 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 tắ
nào chạy đi cho nó. Đó, từ đây thì chúng ta có thể sửa cái giao diện của mình. Khi mà vào trang chủ thì chúng ta sẽ sinh ra cái màn hình index và truyền ra cái file JSON là title mang giá trị là chúng ta đấy là express, bây giờ chúng ta sửa thành FPT poly, xếp xuống. Sau đó chúng ta ra ngoài cái localhost 3000 này sửa. Reload không thấy chạy gì đúng không? Bởi vì chúng ta chỉ reload nó sẽ hiển thị cái mới khi mà động chạm đến code tính, tức là code HTML, CSS thì làm được cái việc đấy. Reload lại là nó thay đổi. Nhưng mà với code JavaScript ở phía server là cái Node.js ở đây, chúng ta không làm cái việc đấy. Bằng mỗi khi chúng ta thay đổi cái gì, chúng ta lại phải tiến hành là start lại server. Các bạn về cái command line, Ctrl C cho tôi. Ctrl C để tắt cái server đi. Được chưa? Bấm Ctrl C. Đây, thấy nó tắt đi chưa? Rồi trỏ mũi tên lên trên. Thì yes. Thấy nó tắt đi chưa? Trỏ mũi tên lên trên, chọn cái mũi hướng mũi tên lên trên để lấy lại câu lệnh trước, enter xuống. Nó sẽ lại chạy start server đúng không? Rồi bây giờ ra ngoài kia refresh thì ra chữ FPT poly luôn. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta có cách để cho chúng ta không phải start lại server như sau. Các bạn Ctrl C cái kia đi. Chúng ta sẽ cài thêm một cái công cụ nữa để giúp chúng ta tự động chạy lại server khi có sự thay đổi. Là npm cách install cách nodemon cách trừ g. Cái này của tôi chắc là tôi phải sudo. Các bạn không cần phải sudo đâu nhá. Không cài cho máy mình chứ không cài cho project. Npm install nodemon cách trừ g. Xong chưa? Cài xong chưa? Rồi. Bây giờ nó vẫn ở trong lesson 2 này nha. Nó vẫn đang ở trong lesson 2 này. Bây giờ không gõ là npm nữa mà gõ là nodemon. À, từ từ chờ tí nhá. Để tôi sửa cái này, để tôi xem lại đã. Package json này. Đây các bạn nhá. Bây giờ các bạn có cái chữ start này đúng không? Vào cái file package.json ở trong project ấy. Nhìn thấy không? Nhìn file package.json không? Mở nó ra ở trên cái chỗ script start này này. Chúng ta sửa cái node này thành nodemon. Xếp xuống. Sửa cái chữ node thành chữ nodemon, thêm cái chữ mon vào thôi. Ở trong là script này. Xong chưa? Lưu xuống. Và bây giờ chúng ta lại npm cách start. Các bạn nhìn thấy nodemon không? Nodemon nó chạy đúng không? Thì bây giờ chúng ta sửa bất kỳ cái gì ở trong code ở phía trong này nó cũng không ảnh hưởng gì cả. FPT poly tôi thêm chữ technique. Xếp xuống. Thì ra ngoài này reload tự động nó sinh ra. Chúng ta sẽ sửa cái code này.
chúng ta không phải start lại server nữa. Thì đấy là chúng ta dùng của Node.js Monitor. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Bây giờ nhá, tiếp tục này. Hướng dẫn tiếp này. Xong hết chưa? Có ai không chạy được không? Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta mới có một cái URL là homepage thì nó như vậy đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thêm những cái URL khác cho cái hệ thống này. Chúng ta copy cái này. Chúng ta paste xuống dưới. Copy cả cái đoạn router ấy, paste xuống dưới. Bây giờ cái URL là about chẳng hạn. Sược about nhá. Được chưa? Bây giờ sược about xong rồi, chúng ta sẽ xong sược about chưa? Bây giờ ở trong cái view này này, chúng ta tạo ra một cái file mới tên là about.ergs. Ở trong thư mục view ấy, tạo ra file about.ergs. Xong chưa? About.ergs. Sau đó chúng ta gõ vào đây là about page. Ờ, ergs. Đuôi file là ergs. Viết vào trong đấy là about page. Được chưa? Rồi. Sau đó lại vào cái router. Chúng ta nhìn thấy chữ rest render đấy không? Chúng ta render ra file about và truyền, không truyền cái dữ liệu nào cả, thì chúng ta xóa cái đoạn này đi. Xóa đoạn phía sau đi. Chỉ là render thôi. Tôi chuyển cái màu nền nó chuyển sang màu sáng cho chúng ta dễ xem. Nhìn thấy chưa? Cái gì đây? Không biết cái gì đây.
con nào cũng chạy đúng không? Hả? Cái gì? Để ưu vào trong EZ đấy hả? Viết cái gì vào thì viết. Đây này, đây này. Sược about thì nó ra trang about. Sau này mình viết giao diện như nào thì là code HTML thôi mà. HTML là cái chuột của bạn. Ừ. Đây này, tôi code chuyển vào xem. Ở đây tôi sẽ có cái tạo ra đây là cái table, cái bảng table này. Bây giờ header data này. Đây nó sẽ sinh ra cái header data. Đúng không? Hả? Đây là tạo ra một cái bảng bằng code HTML. Được chưa? Thì nó sẽ hiển thị đúng cái bảng đấy. Xong đi nhỉ? Mày mù à? Đây có phải là cái bảng không? Đây phải cái bảng không? Cái gì? Cái gì không có gì? Dạng bảng thì code HTML làm sao nó hiển thị được chính xác bảng? Nếu muốn hiển thị chính xác bảng thì phải thêm cái này. Đúng bảng chưa? Vẫn chưa? Đây. Đúng bảng chưa? Có phải bảng không? Xong chưa? Đấy là cái chúng ta chỉnh sửa thêm, chúng ta hoàn toàn có thể thêm những cái URL. Được chưa? Thêm những cái URL mới để mình làm những cái chức năng cho website của mình. Được chưa nhỉ? Rồi, thế bây giờ chuyển sang một cái nữa. Đó là mình hoàn toàn có thể truyền được dữ liệu từ trong này truyền ra ngoài view kia để hiển thị. Thì chúng ta có như nào? Ví dụ chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta có một cái biến là biến va là data chẳng hạn bằng một cái tên đi. Đây là Thiện TH test data. Đó. Được chưa? Tôi cứ cho là tôi có một cái biến để tôi muốn hiển thị ra ngoài màn hình bên kia. Thì tôi sẽ phải làm giống như ở trên này này. Tôi phẩy vào đây một cái, tôi sẽ có một cái JSON object như thế này. JSON object cấu trúc của nó sẽ là kiểu dạng là key và hai chấm value. Được chưa? Thì ở đây key của tôi nó sẽ là tên, text mang giá trị của biến data. Được chưa? Và bây giờ để hiển thị được cái dữ liệu này ở ngoài và giao diện ấy, thì tôi copy cái text này. Copy cái text này. Tôi ra ngoài cái EZS này. Tôi hiển thị ra đằng trước ở đây. Đây là thẻ H2 chẳng hạn. Thì tôi sẽ có là đô la %% bằng cái tên biến text của tôi. Thì bạn nhìn xem. Được chưa nhỉ? Truyền từ cái chỗ xử lý URL ra ngoài giao diện thì chúng ta có thể dùng cái JSON này để truyền ra ngoài. Đó là cái JSON. Các bạn dùng biết đi nhá, xong cho nó quen đi. Bảng vẽ ra sửa đồng giá. Nên đọc qua một chút về code HTML. Các bạn đang được học code HTML rồi đúng không? Ai cần điểm chuyên? Tôi có chuyên đâu. Làm sao? Ai khác không nhiều? Thì bây giờ cũng không chuyên là không làm rồi ạ. Sau đây là một người điểm ở đầu không làm. Chúng ta đây. Cái này là code giống hệt code para service. HTML tất cả đều đưa về text hết.
đây tôi viết xưa viết số đây nhá, 100 tạo. Hả? Câu không phải chép cái bảng này làm cái gì đâu, đây là tôi demo thôi. Phần trăm bằng nãy giờ chưa có cái gì nhiều cả, chẳng qua chỉ là tạo ra một URL mới đúng không? Tạo ra một URL mới, sau đó là truyền điều hướng cái URL đấy, hiển thị trong cái giao diện nào đấy. Sau đó là chúng tạo ra một cái dữ liệu và truyền nó ra ngoài cái, truyền nó ra ngoài cái giao diện kia, hiển thị nó ra. Có thế thôi. Học cái gì nó cũng phải có cái này, không tránh được. Đây. Phần trăm bằng nhé, có cần phải viết lại không? Đây này, nhỏ hơn này, phần trăm này, bằng này, phần trăm này, đóng mặt nhé. Và đưa nó vào trong cái bảng 2. Đâu, có gì không được? Đúng rồi đấy. còn cốt bằng notepad cộng cộng này nó không sinh cái gì cơ. Xong chưa? Bây giờ các bạn làm cho tôi cái việc này. Từ bình tĩnh đây, chúng ta có basic ground
chờ tôi tí nhá. Đây nhá. Chúng ta còn như sau này. Bây giờ ở cái file raw ấy, cái file tạo ra URL ấy, chúng ta viết thêm cho tôi, chúng ta làm cho tôi nhá, copy này. Về xuống đây này. Đây là cái URL là check tam giác. Sau đó xược 2 chấm cạnh A xược 2 chấm cạnh B xược 2 chấm cạnh C. Được chưa? Sau đó chúng ta có cái biến va cạnh A bằng cái require req ở đây này. req chấm param, đúng không? Paramessi chấm cạnh A. Sau đó cái text này của chúng ta sẽ bằng cái giá trị cạnh A này, thử coi xem có ra không. Đây là nhận tham số từ URL. Sau đây tôi sẽ giải thích. Có khó nhìn không? Để đổi lại cái màu lúc nãy. Có là khó nhìn. Nói chung là cái mới cái máy chiếu này thì màu nào cũng có nhìn. Check tam giác hai chấm ở sườn hai chấm cạnh A cạnh B cạnh C, sau đó cái cạnh A thì bằng y chấm param chấm cạnh A. Được chưa? Được chưa? Ừ, nó generate ra bao. Tí nữa mình sửa cái ấy sau, cái view sau. Không nhá. Rồi test cái nhá. Bây giờ localhost này check trừ tam trừ giác xược 1 xược 2 xược 3 bằng mấy đây? Vậy đúng cái vị trí này không? Tôi để đây là 10 nhá. Đúng không 10 không? 100 này. Được chưa? Thì đây là chúng ta có thể khi mà một cái URL của chúng ta ấy, chúng ta xác định cái đường dẫn chính của nó là check tam giác, đúng không? Trong cái check tam giác này chúng ta sẽ tiến hành là đặt cái sau dấu sược thứ hai, sau dấu sược này là cái biến là cạnh A, được chưa? Sau dấu sược thứ ba là biến là cạnh B, sau dấu sược thứ tư là cạnh C, được chưa? Thì ở trong code ở phía trong này chúng ta có thể lấy được những cái tham, lấy được những cái spec mà người ta quy định ở trên này, lấy được hết. Thì chúng ta có thể lấy được bằng cái gì? Lấy được bằng cái require, tức là cái request, đây là cái request này, tức là cái dữ liệu ở trình duyệt gửi trên server của mình. Dữ liệu gửi lên sẽ bao gồm các tham số parameter, đúng không? Đây là tham số gửi lên cùng với dữ liệu hoặc cùng với cái request. Mình lấy cái dữ liệu ở đâu? Lấy cái dữ liệu của cạnh A thì copy cái tên này vứt xuống đây nhá. Muốn lấy cạnh B cạnh C thì làm tương tự như thế này, gắn cho cái biến cạnh A cạnh B cạnh C. Được chưa nhỉ? Bây giờ tôi đang có cạnh A này, tôi duplicate lên để tôi lấy cạnh B cạnh C. Đây là cạnh B này, đây là cạnh C này.
Được chưa? Bây giờ tôi mới tính, tôi mới triển hiển thị ra là kết quả tam giác. Kết quả tam giác. Cái view là tên là kết quả tam giác. Chấm .ez. Sau đó tôi tính toán chán chê rồi, tôi mới hiển thị nó ra ngoài màn hình. Xem là cái này có thể là phần A3 cái độ dài này có thể có ra hay không. Được chưa? Rồi cứ thông lại. Được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta chưa có cái giao diện là kết quả tam giác đúng không? Thì copy cái tên này và tạo ra một cái giao diện ở trong này. Nhưng mà bây giờ tôi không thích tạo thẳng ra chữ thư mục view nữa, mà tôi tạo ra một cái thư mục khác. Đây là bài toán, bài tập. Đúng không? Bài tập. Và tạo nằm ở trong, tạo ra cái file EGS, đây là kết quả tam giác .EGS ở trong này. Được chưa? Để tôi nhóm nó vào. Nhóm nó vào một cái thư mục sau này nó còn nhiều bài tập khác. Thì tôi lại đưa hết tất cả những cái view của bài tập vào trong cái thư mục bài tập này. Thì bây giờ tôi truyền vào trong cái bài tập kia như thế nào? Truyền sẽ là bài tập sược kết quả tam giác. Tạo gì trước? Chả tạo bằng tay thì tạo bằng răng à? Vâng ạ. Chuột phải vào chọn New Directory. New folder kìa. Đấy, viết tên như một bà. Chuyển phải vào cái tên cái thư mục chứa sẽ chứa cái thư mục của mình nhé, ví dụ thư mục view. Chuyển phải cái thư mục view đấy, bài tập tôi xuống cái tên tạo chưa, thông tin lưu ra đấy. Chuyển phải bài tập tạo ra kết quả bài tập, copy cái từ phía xa. Xong chưa? Xong chưa? Hả? Cái gì? Giờ viết, bây giờ sẽ viết. Đây đúng không? Cái file kết quả bài tập chưa có cái gì ở trong đúng không? Nào, nghe nào. Cái file kết quả bài tập này chưa có gì ở trong đúng không? Đúng nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ viết này. Ví dụ chúng ta có cái H2, một thẻ H2. Đây là cái cạnh A này. Bằng cạnh A, đắp đi đây kết lên. Đây là cạnh B, cạnh C. Cạnh A bằng chúng ta sẽ hiển thị độ dài của ba cạnh ở đây.
Được chưa nhỉ? Ở trong cái kết quả tam giác .ezs thì chúng ta sẽ hiển thị độ dài của ba cạnh ở đây. Thì hiển thị bằng cách nào? Bây giờ trong cái index.js chúng ta truyền dữ liệu ra ngoài đúng không? Nãy text chúng ta để vào cạnh A đúng không? Bây giờ chúng ta copy cái này cạnh A, hai chấm cạnh A. Mỗi cái này chúng ta cách nhau một dấu phẩy. Đây là cạnh B. Đây là cạnh C. Đó, và bây giờ kết quả của chúng ta sẽ như sau. 10, 2, 3. Cạnh A 100, cạnh B bằng 2, cạnh 3, cạnh C bằng 3. Đấy. Lấy dữ liệu từ URL hiển thị ra ngoài đi. Sau đó tính là chúng ta sẽ cần phải tính toán làm sao để cho cái tính sao mà ba cái độ dài nó nhập lên đấy nó có hình thành tam giác hay không. Làm sao? Cảm cái gì? Cảm cái gì? Đưa xem nào. Hết chỗ cắm rồi nào. Hết rồi. À đâu? Ồ, con. Nhưng mà hai cái to vật như này không cắm được. Đây xem. Đây đây. Được chưa nhỉ? Đi với cái biết ở đâu biết là cháu đi sao cho hết. Thank you.
Được chưa nhỉ? Thế bảo đây là chúng ta truyền nhiều dữ liệu ra thì đơn giản chúng ta cập nhật thêm cái di sản này, thêm các cụm từ và các giá trị tương ứng vào trong và sau. Đúng chưa? Bài tập của chúng ta hôm nay sẽ là như sau. Luôn bài tập về nhà là bài khác. Trường viên, trường chúng ta bài tập là dựa vào cái trên tập nam thì nha, chúng ta có cái URL này, chúng ta sẽ kiểm tra thôi. Bài một là kiểm tra xem ba cái độ dài này có hình ảnh được tạo ra hay không. Viết ra ngoài view ai nhìn thế nào. Xong rồi hỏi nếu là tam giác, nếu là tam giác thì hiển thị chu vi và diện tích đó các bạn cảm ơn. Rồi giờ hỏi gì, hỏi đi. Ra ngoài view cho chị ấy. Vâng. Gì nữa không? Còn ai thắc mắc gì không? Đâu? Sách ở đây. Cái tên điền sẽ tồn tại ở ngoài kia. Được chưa? File tại sao lại có cái dấu tách như này? Không thấy tôi có tạo ra cái file này mà chưa dùng tách không? Ông người biết tôi biết tôi biết là các mi như thế kết quả cái điều với nhau rồi chấm cái gì ạ? Gì em? Chúng ta bỏ ra xem có tạo chưa? Bỏ ra xem có tạo chưa? Rồi, biết rồi, cái này. Kiểm tra ba độ dài của hình tam giác hay không thì làm cái nào? Đúng rồi, còn một câu ít là biết. Rồi tắt cái qua mặt nhé.
Các bạn lưu ý nhé, ở bài code KCS chúng ta cũng vẫn viết được logic như bình thường nhé. Ở code KCS này, ví dụ các bạn muốn viết code là ít chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta có phần trăm là ít, nó chỉ không có dấu bằng thôi, thấy chưa? Sau đóng vào ít điều kiện nào đấy, mở khoảng ra xong rồi đóng vào thì lại phần trăm đóng này, thấy chưa? Xong rồi chúng ta viết code HTML gì gì đấy ở sau này, xong rồi đóng cái mặc vào thì lại như thế này. Không biết không biết khái niệm mà GSP nữa. Ôi chúa. Ở ngoài giao diện chúng ta không biết được logic như bình thường. Nhưng mà cứ cái nào là code của JavaScript thì mới biết như này nhá. Chưa còn code HTML mà là không biết này. Ví dụ như này nha, tôi ví dụ nhá, chứ nhưng các bạn đừng theo. Đây tôi ví dụ này. Đây là bản đồ dài ba cạnh hiển thị nhá. Chúng ta có phần trăm cách if. Được chưa? Thấy câu lệnh if được không? Cạnh A cộng cạnh B lớn hơn cạnh C. Và cạnh A cộng cạnh C lớn hơn cạnh B và cạnh B cộng cạnh C lớn hơn cạnh A thì chúng ta đóng mở ngoặc như này đúng không? Mở ra sau đó phần trăm đóng cái ngoặc này vào. Đúng không? Đây hiển thị H1 chẳng hạn. Có hình thành làm ra. Đúng chưa? Được chưa nhỉ? Reload. Tôi viết là đây là 234 nhá. 2 3 4 này. Ủa, sao ra gì ta? Cạnh A cạnh cộng cạnh B. Và chờ tí nhá để tôi coi lại xem nào. Và hoặc đâu mà hoặc, bọn này học rốt toán kinh khủng. If cạnh A cộng cạnh B cộng cạnh C và cái này thì có hình thành tam giác cạnh A cộng cạnh B lớn hơn cạnh C, A B, A C lớn hơn B, B C lớn hơn A. À, cái này như chơi ép kiểu.
Bạn chờ tí nhá. Đấy, chúng ta chơi ép kiểu về kiểu số. Thì trong JavaScript nó có cái câu lệnh, có cái hàm để ép kiểu về số như sau này: pass in, pass float, pass double. Được chưa? Thì là ép từ chữ, từ ký tự về kiểu số. Thì chúng ta phải ép kiểu nó về số này, xong rồi ra ngoài kia chúng ta mới tiến hành cộng trừ nhân chia được. Thì ở đây với 2 cộng 3 lớn hơn 4, 2 cộng 4 lớn hơn 3, 3 cộng 4 lớn hơn 2, thì nó thỏa mãn cái điều kiện của mình, thì mình hiển thị ra nó là có hình thành tam giác. Được chưa? Đó là khi chúng ta thực hiện cộng trừ nhân chia ở ngoài này. Vẫn code và hiển thị được như bình thường. Tôi đẩy code lên lên GitHub nhá. Đó là khi chúng ta muốn viết code logic ở ngoài view, có thể làm được cách này. Tab nào? Này à? Xong chưa? Code tôi để lên GitHub rồi, các bạn cứ lên GitHub mà lại học bài tập không có bạn. Xin lỗi. Còn gì thắc, còn xem phần nào nữa? Đây đúng không? Đây sẽ là bài lab 1 luôn nha. Dùng cái này làm lab 1 luôn. Không biết EJS như thế nào, code như thế nào thì về nhà search Express.js cộng EJS thì nó sẽ ra. Xong chưa? Có bạn nào thắc mắc gì không? Này gì? Hả? Cái gì? Nay chúng ta học về cài đặt môi trường và chạy cái ứng dụng Express.js và làm cái bài tập rất là tròn trọc ở đây. Nó nhận các cái tham số dùng URL để chúng ta bằng hình cộng trừ nhân chia. Đó, thì từ sau chúng ta sẽ còn làm được nhiều việc hơn như bọn này. Được chưa? Đây là những cái bài toán rất là nhỏ thôi, chúng ta sau này còn có những cái bài toán lớn hơn. Hả? À? Cứ 3 bài như chấm 1 lần. Các bạn không phải nộp VLM mang máy tôi chồng trên máy các bạn luôn.
github.com sợ kiện cái hát. Vậy rồi, lớp mình hôm nay chỉ vậy rồi. Bài tập về nhà là hoàn thiện nốt cái này. Hả? Ông thích xử lý nào xử lý? Chúng ta có thể xử lý ở file index được, có thể xử lý ở file view được. Thích xử lý ở đâu thì xử lý. Xong chưa?